Kính thưa quý vị và các bạn, thói đời này vốn chẳng quan tâm chúng ta như thế nào hay chịu bao nhiêu nỗi ấm ức. Thứ mà người khác chú ý đến chỉ là thành quả mà thôi. Vì thế, dẫu có đang trong cơn bão thì hãy nhủ lòng rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, cầu vồng sẽ sớm xuất hiện phía chân trời mà thôi. Đừng bao giờ buông xuôi cuộc đời chỉ vì mọi chuyện không như ý. Thay vì đau khổ vì mọi chuyện trớ trêu, hãy học cách sống nhẹ nhàng và bình thản. Chúng ta cũng đừng quá bận tâm đến một điều nào đó mà khiến lòng mình thêm nặng trĩu. Bởi vì một việc, dù có đơn giản thế nào, cứ nghĩ mãi cũng thành phức tạp và mệt mỏi. Mọi phiền não trên cõi đời này đều do tâm ta mà ra. Tâm tham lam sẽ sinh ra mong cầu. Càng mong cầu nhiều thì lại càng đau khổ. Nếu ta càng bận lòng nhiều thì càng mệt mỏi hơn mà thôi. Có một cậu bé nhìn thấy kẹo đựng trong lọ, liền bốc một nắm kẹo to. Tuy nhiên vì cầm quá nhiều kẹo nên tay bị kẹt lại không thể lấy ra được. Cậu bé càng cố sức rút tay ra thì lại càng đau đớn. Bất lực, cậu bé òa khóc nức nở. Người mẹ nghe thấy tiếng khóc vội vàng chạy đến. Nhìn thấy hoàn cảnh của con, bà bật cười và bảo cậu bé: "Con hãy buông tay ra, bỏ hết kẹo đi." Cậu bé làm theo lời mẹ, quả nhiên đã có thể rút tay ra khỏi lọ kẹo. Trên đời này cũng thế, mọi đau khổ cũng đều bắt nguồn từ việc buông không đành, nghĩ không thông, nhìn không thấu. Cuối cùng, chúng ta lại hành xử một cách vô nghĩa, tạo nên những ai oán trong đời để rồi chuốc lấy những hối hận trong muộn màng. Nếu muốn giải quyết mọi khổ đau thì chỉ còn cách tìm về những giá trị cốt lõi của nhân sinh. Học cách sống vị tha, bao dung với người khác. Có như vậy thì mới có thể tránh khỏi những thị phi, đau khổ không đáng có. Lão Tử từng nói, nước luôn chảy về chỗ thấp, biển rộng lớn bởi nó có thể dung nạp được trăm sông ngàn suối. Làm người có thể bao dung và đứng trên góc nhìn của người khác để suy nghĩ thì chính là trí huệ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, sống giữa trần đời ô trọc đầy khó khăn và biến đổi. Vì thế, dù có gặp những khó khăn và trắc trở, uất ức oan trái là chuyện bình thường. Vốn dĩ chẳng có cuộc đời của ai là trơn láng thuận lợi, cũng chẳng ai định sẵn mang mệnh hèn kém, đói khổ cả. Tất cả đều là sự lựa chọn riêng của mỗi người mà thôi. Có người gặp đau khổ, buồn vui thì lại hiện rõ trên mặt. Có người thì lại chọn cách giấu đi cảm xúc ở trong lòng. Tuy nhiên, dù thể hiện như thế nào thì cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Muốn cuộc sống nhẹ nhàng thì cần học cách quên đi những muộn phiền, thay đổi lối suy nghĩ và giữ tâm bình lặng như nước. Thứ nhất, hoàn thiện bản thân từ những buồn phiền. Chúng ta thường tức giận vì lòng chưa đủ bao dung. Chúng ta thường khổ não vì lòng mình chưa đủ rộng lớn. Tâm của chúng ta đố kỵ là vì mình chưa đủ ưu tú. Chúng ta lo nghĩ nhiều bởi vì trí chưa đủ thong dong và đau khổ nhiều bởi vì ta chưa đủ kiên cường. Nhưng hãy nhớ rằng, lúa chín cúi đầu, nước chảy về nơi thấp. Có một chàng trai gặp một vị thiền sư và hỏi: "Thưa ngài, làm sao để có thể luôn vui vẻ trên đời này ạ?" Vị thiền sư cười hiền và nói với chàng trai: "Trên đời này có bốn cảnh giới mà con người rất khó đạt được. Một là phải coi mình là người khác, đó chính là vô ngã. Hai là phải coi người khác như bản thân, đó chính là tử bi. Ba, phải coi người khác là bản thân họ mà tôn trọng, đó gọi là trí huệ. Bốn là phải coi ta là chính ta, đó gọi là tự tại. Chỉ khi con đạt được bốn cảnh giới vô ngã, tử bi, trí tuệ, tự tại thì con sẽ luôn vui vẻ. Vốn dĩ mọi buồn phiền đều xuất phát từ chính mình. Khi ta gặp buồn phiền thì đừng vội oán trách than vãn, mãi xem đó là cơ hội xem xét lại lòng mình. Chỉ khi nhận ra bản thân mình còn khiếm khuyết thì mới có thể thay đổi được. Thứ hai, trải nghiệm nỗi đau để trưởng thành. Một người để trưởng thành cần rất nhiều trải nghiệm, bao gồm những vinh hoa và khổ nạn. Vốn dĩ, người trưởng thành không phải vì có thể sống được lâu và đi qua đời người, mà là họ có thể biết khi nào nên buông, khi nào nên giữ
để những khó khăn ít trắc trở hơn. Không chỉ như thế, họ còn cố gắng mỗi ngày cho mục tiêu của chính mình. Có một con hổ sống trong rừng luôn ngưỡng mộ một con hổ được nuôi dưỡng trong vườn thú. Còn con hổ bị nhốt thì lại mong ước được sống tự do tự tại như con hổ kia. Một hôm, cả hai con quyết định hoán đổi cho nhau. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể vui vẻ được thời gian đầu. Sau này, cả hai con hổ đều chết cả. Một con chết vì đói, con kia thì chết vì buồn. Ai trên đời này cũng đều có nỗi đau riêng. Chẳng qua là họ mạnh mẽ đón nhận hay yếu đuối than khóc mà thôi. Trưởng thành chính là kiên trì tìm cách vượt qua nỗi đau. Bất luận cuộc sống có tồi tệ như thế nào thì cũng can đảm đối mặt. Đừng lẩn tránh, càng không nên oán người, trách đời. Trên đời này, chúng ta chỉ có hai việc là không thể kiểm soát được, chính là sinh và tử. Chẳng ai có thể chọn thời điểm để sinh ra và chết đi. Thế nên ngoài sinh tử thì những thứ khác trên đời đều do bạn làm chủ. Đừng lo sợ được mất, đừng sợ hãi nỗi đau. Vì chỉ khi trải nghiệm đau khổ thì chúng ta mới có thể trưởng thành hơn. Thứ ba, thay đổi suy nghĩ để đời được an vui. Trong một buổi học về vật lý, thầy giáo hỏi các học trò của mình: nếu giả sử có một giọt nước rơi từ độ cao hơn 2.000 mét xuống đất, vô tình có một người đi ngang qua, thì liệu có làm người đó bị thương không? Các cô cậu học trò nhao nhao tranh luận, dùng hết mọi phương pháp, gia tốc, động lực học, lực hút của trái đất để chứng minh rằng người kia sẽ bị thương nặng. Lúc này, thầy giáo lại nhẹ nhàng hỏi: các trò đã từng tắm mưa chưa? Đôi khi, những sự việc trong cuộc sống cũng như vậy. Chúng ta đau khổ bởi vì cứ giữ cho mình lối suy nghĩ cũ. Nhưng nếu một việc làm mãi không có kết quả thì nên thay đổi. Nếu chuyện không thể giải quyết thì hãy buông bỏ. Nếu một số người kết giao mãi chẳng mang lại vui vẻ thì hãy rời xa. Còn nếu một lối sống không mang lại hạnh phúc thì hãy thay đổi. Nên nhớ rằng chúng ta chỉ có một cuộc đời mà thôi. Thế nên đừng lãng phí nó. Thời gian quý giá hơn mọi vật chất trên thế gian nên đừng phí hoài. Chúng ta cũng chẳng thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người, nên đừng chạy theo suy nghĩ của người khác, mãi tập trung vào chính mình. Thay vì cứ cố chấp với những góc nhìn xưa cũ, thì hãy sống nhẹ lòng hơn. Trong cuốn Tứ Diệu Đế, Phật có nói rằng, đời vốn là bể khổ. Cho nên chúng ta đừng nghĩ người khác thành công bởi vì họ có cuộc đời bằng phẳng. Còn ta gặp thất bại bởi ta có số phận nghiệt ngã trớ trêu. Trên thực tế, ai cũng có những trắc trở riêng của mình. Người thì đau khổ vì bệnh tật, kẻ khó khăn vì nghèo, người lại khổ vì con cái. Nhưng có người mạnh mẽ can đảm vượt qua, vừa trị thương vừa đi tiếp. Còn có người khi đạp phải sỏi đá thì khóc lóc đau đớn và gục ngã. Thật ra, cuộc đời chúng ta rất công bằng. Dù than khóc hay vui vẻ thì vẫn phải đi trên con đường nhân sinh này mà thôi. Đời người nói dài cũng không dài, nói ngắn lại không ngắn. Hết đêm sẽ đến ngày, hết đông sẽ sang xuân. Nếu bạn đang gặp trắc trở thì hãy thay đổi góc nhìn, lối suy nghĩ để sớm vượt qua. Chúng ta cũng nên nhớ rằng mỗi người đều có hoàn cảnh sống, trải nghiệm và thế giới quan khác nhau. Thế nên đừng nghĩ rằng ta đúng, họ sai khi dựa vào suy nghĩ của mình. Chúng ta cũng đừng lấy lối suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Càng không nên vì góc nhìn của người khác mà chèn ép bản thân. Vốn dĩ trên thế gian này, không ai hiểu ta hơn chính ta. Thứ tư, chăm chỉ làm việc, hồ đồ làm người. Đã sinh ra làm kiếp con người thì chẳng thể tránh được lòng người ấm lạnh. Ai chẳng mong thuận lợi bình an, vạn sự như ý, cả đời hạnh phúc. Ai chẳng muốn sống làm người lương thiện, có tình có nghĩa, giữ được tâm mình. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, còn có được hay không lại là một hành trình của sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Có một số chuyện nhìn thấu sẽ nhẹ nhàng, có một số người hiểu rõ thì không còn vướng bận nữa. Làm người đôi khi không cần quá rạch ròi phân minh, bởi dù bạn có hết lòng hết dạ thì vẫn bị người khác oán trách. Chỉ bằng cứ thoải mái vô tư thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Người xưa dạy rằng,
làm người có thể nghèo tiền bạc nhưng không được nghèo ý chí. Đừng để lợi ích nhất thời che mờ lương tâm. Làm người có thể nhan sắc kém một chút nhưng nội tâm phải đẹp. Sống có thể hạn hẹp nhưng trí phải rộng lớn, lòng phải bao dung. Làm người có thể khù khờ một chút nhưng nhất định nội tâm phải sáng, biết nhìn xa trông rộng. Không tranh đấu để tổn hại đến đức hạnh của chính mình. Làm người cũng có thể lười biếng một chút nhưng không được biếng nhác. Nên nhớ rằng việc của mình thì phải chăm chỉ giải quyết, đừng buông xuôi hoặc đùn đẩy cho người khác. Cũng đừng nuông chiều bản thân để trở thành kẻ bất tài và là ký sinh trùng của xã hội. Người xưa có câu, cúi đầu làm việc, ngẩng đầu làm người. Chẳng ai chê cười một người nông phu tay lấm chân bùn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Người đời chỉ chê cười và dè bỉu những kẻ ăn trắng mặc trơn, suốt ngày nói đạo lý nhưng lại lừa bịp kẻ khác, sống trên đồng bạc trộm cắp mà thôi. Vì thế, đừng buồn vì bản thân khổ cực, mãi vui vì đó là nét đẹp của người lương thiện. Đừng vì thế gian đánh giá ta qua vẻ bề ngoài, mãi vui vì tâm ta sạch trong, có thể ngẩng cao đầu giữa cõi nhân sinh ô trọc này. Có một câu chuyện kể như thế này. Một người đàn ông vô cùng bực tức vì không tìm được chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền của mình. Anh ta đi tìm khắp căn nhà và lục lọi mọi thứ nhưng chẳng thể tìm được. Quá bực tức, anh ta liền đi ra ngoài. Đứa con của anh ta thấy cha mình bực tức, liền đi vào phòng và tìm thấy chiếc đồng hồ đem ra ngoài cho cha. Người đàn ông ngạc nhiên hỏi con, con tìm thấy nó ở đâu thế? Đứa bé trả lời, con vào phòng và nghe tiếng tích tắc của đồng hồ ạ. Chúng ta thường bị những thứ phiền muộn xung quanh và những suy nghĩ rối ren che mở mắt. Càng tìm thì lại càng không thấy. Thế nhưng chỉ cần bình tĩnh lắng nghe thì sẽ biết được câu trả lời. Vì thế, đừng bao giờ than trách cuộc đời bất công và khổ đau, mà hãy học cách sống nhẹ nhàng, bình thản để đời bớt khổ hơn. Kim Ngân cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.